Thưa quý vị và các bạn, với tính chất khai thác tận diệt, giã cào là hình thức đánh bắt thủy hải sản bị nghiêm cấm sử dụng. Tuy nhiên, do nguồn lợi lớn đem lại, nên nhiều ngư dân vẫn lén lút sử dụng phương thức đánh bắt này. Trên vùng biển của tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian gần đây, nạn giã cào đang có diễn biến phức tạp khi có nhiều tàu ngoài tỉnh hoạt động rất quy mô và ngang nhiên. Thực trạng này đang rất cần sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị chức năng để ngư dân địa phương yên tâm ra khơi đánh bắt, khai thác thủy sản. Hơn một tuần nay, nhiều ngư dân ở xã Phú Thuận không thể ra biển đánh bắt. Ngư lưới cụ của họ đã bị các tàu giã cào làm hư hỏng, để mua lại tốn khá nhiều tiền. Thu nhập của các hộ dân ở đây vốn phụ thuộc vào nghề khai thác thủy hải sản, nhưng ngư dân cũng không dám đánh liều ra biển vì sợ lại gặp tàu giã cào. Anh Hồ Văn Quyến là nạn nhân gần đây nhất. 7 tay lưới của anh đã bị cào hỏng hoàn toàn. Giã cào hiện tại chưa hoạt động là đến bờ biển bãi ngang của Phú Thuận đây là hiện tại chỉ là cách bờ biển là 1 hải lý thôi. Ngư dân bùa thì đi xuống bới xuống lầu thì đã 1 lý 2 hải lý thôi. Là khi mà gặp giã cào là ngư dân là thấy là rất bức xúc. Khi gặp là chạy lên để đón xin cho giã cào để đánh cho ra khỏi ngoài hoặc trong thôi. Nhưng mà khi là họ cũng chịu, họ cương quyết họ đánh ngang. Tôi làm nghề giỏi nên mà ở gia quả là không có ăn á. Giờ chính phủ tận liều cho để bá cái xuồng giỏi để làm ăn với. Chứ con đúng ra là to lượng nó ép quẩy do chứ ở gia đi đâu gạo cơm đâu có ăn chứ hết. Sắm thực xuyên ra có mấy chục tiêu mà chứ mà chạy ra có 1 cái lý bùa mà có gì mà dạ hằng về mà có gì mà chạy theo mà có gì mà nói mấy nghe mà chạy ra lại mà chạy ra chạy về mà có gì mà cua lại cũng không thể lại được. Có cầm mấy tay á. Ngư dân cho biết tàu giã cào hoạt động trên biển rất quy mô, có sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Đa số các tàu giã cào mang biển số ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Nhiều hộ dân vì không thể làm gì được nên đã đưa đơn lên chính quyền địa phương nhờ can thiệp. Tuy nhiên, để chấm dứt tình trạng này đòi hỏi nhiều biện pháp căn cơ, chứ không đơn thuần là bắt giữ rồi phạt vạ. Bởi số tiền phạt có lẽ không thấm vào đâu so với nguồn lợi mà họ thu được từ hình thức đánh bắt tận diệt này. Cái biện pháp mà căn cơ lâu dài mà triệt để vấn đề này thì ủy ban xã, chính quyền địa phương cũng kiến nghị đối với các tỉnh mà có cái tàu đánh bắt giã cào này như là các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, vân vân thì nên chăng là lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương của các tỉnh này nên quan tâm là không cho các cái tàu đánh bắt giã cào này là xuất bờ. Làm như thế thì mới từng diệt được từng gốc cái tình trạng giã cào. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay chỉ có một tàu kiểm ngư đã hoạt động 20 năm nay, quá nhỏ và lạc hậu so với đội tàu giã cào, nên việc tuần tra xử lý gặp nhiều khó khăn. Đơn vị phối hợp là đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cho biết, việc truy đuổi các tàu giã cào cũng rất khó, bởi các tàu này hoạt động theo nhóm và sẵn sàng nộp tiền phạt cho tàu nào bị cơ quan chức năng bắt giữ. Qua quá trình kế hoạch là tuần tra kiểm soát trên biển, thì phát hiện thì các tàu giã cào mà nhất là giã cào đôi mà ngoài tỉnh á, như đông nhất là Quảng Ngãi, Quảng Nam và Bình Định là hoạt động rất tinh vi, thủ đoạn là theo hệ có hệ thống là từng đoàn một là sẽ có người ở vùng ngoài sẽ kiểm mình khi thấy lực lượng chức năng biên phòng mà ra là sẽ thông báo cho các tàu khác để chạy. Qua đó thì tôi cũng đề xuất là giống như là mình phải phù hợp chặt chẽ hơn, có kế hoạch tỉ mỉ và thường xuyên là phù hợp các cơ quan chức năng để mà tuần tra kiểm soát trên biển. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chỉ thị số 16 về việc tăng cường công tác quản lý và thực thi pháp luật thủy sản tại địa bàn cơ sở trong toàn tỉnh. Theo đó, giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì ra quân truy quét tàu giã cào xâm phạm vào vùng biển ven bờ, đảm bảo an ninh an toàn cho ngư dân trên vùng biển được giao quản lý, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven biển. Hy vọng với sự vào cuộc mạnh tay của lực lượng biên phòng và các đơn vị chức năng liên quan, vấn nạn tàu giã cào sẽ được xử lý triệt để, đem lại sự an toàn cho người dân cũng như đảm bảo môi trường biển.